Chào các bạn, sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm đó là cái hộp hương vòng đại thành đó. Thì cái hộp này mình mua để thắp hương đấy. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số các cái ý nghĩa của cái việc thắp hương vòng đấy, làm sao cho nó đúng cách và các cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng cái hương vòng đó. Thì như các bạn đã biết ấy, cái tục lệ thắp hương vòng vào mỗi cái dịp lễ Tết dỗ chạp đó, nó là một cái hình ảnh vô cùng quen thuộc đó, trong cái văn hóa của mỗi người Việt Nam đó. Nó thậm chí còn được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày đó, như là thư giãn hay là thiền định đó. Tuy nhiên thì cái việc thắp hương vòng ấy, nó đúng cách thì không phải ai cũng biết đó. Thì các bạn sau đây hãy cùng mình chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của cái việc thắp hương vòng này nha. Thì thắp hương vòng nó là một cái nét đẹp đấy, văn hóa tâm linh lâu đời. Đây nó cũng là một cái cách thể hiện cái tấm lòng kính trọng đó, ghi nhớ công ơn với thần linh đó, tiên tổ. Mỗi tuần nhang vòng ấy, thì nó được thiết kế và có cái thời gian cháy lâu hơn so với cái nhang tâm đó. Bởi theo các cái vị cao liên ấy, thì vào cái dịp Tết thì cái việc thắp nhang trên bàn thờ ấy, để người thì đã khuất trở lại đón Tết với gia đình đó. Cái nhang vòng thì được thiết kế cái dạng cuộn vòng đó, có cái kích thước từ nhỏ tới lớn, và thông thường thì được chế tác để cái vòng trầm hương với cái số lượng lẻ, bởi cái số lẻ mang lại nhiều các cái may mắn theo quan niệm của Phật giáo đó. Thì cái thắp hương vòng thì nó có cái thời gian cháy đó là từ 3.5 đến 4 giờ. Đây cũng là cái quãng thời gian đó, giúp cho ban thờ luôn có hương khói đó, đủ thời gian cho gia chủ làm các cái công việc khác đó. Về cái công dụng của cái thắp nhang vòng ấy, thì đầu tiên là đốt hương vòng dâng lên bàn thờ, đó là một cái cách thể hiện đó, các cái tấm lòng thành với các bậc bề trên đó. Nó có cái ý nghĩa lớn về cái mặt văn hóa tâm linh. Ngoài ra thì với cái thành phần đó là thảo mộc tự nhiên đó, cái trầm hương thì vòng hương trầm nó còn có cái tác dụng đó là tẩy uế nhà cửa, xua đuổi những cái điều không may mắn đó, kích hoạt năng lượng tốt, mang lại tài lộc thịnh vượng đó. Dùng trong thiền giúp tĩnh tâm, giúp ngủ ngon đó, tập trung trong công việc đó, xua đuổi côn trùng, thanh lọc không khí đó. Thắp hương vòng đúng cách như thế nào thì cái nhang vòng ấy, nó có cái cấu trúc đó là dạng hình xoắn ốc, nên không ít người khi mà chúng ta không biết đó, chúng ta nên thắp hương vòng theo hướng nào. Tuy nhiên thì tùy vào cái cách cầm của mỗi người mà cái vòng hương có thể hướng xoáy từ trái sang phải đó. Điều này thì nó không ảnh hưởng đến cái yếu tố tâm linh hay nguyên lý hoạt động của nhang vòng. Quan trọng nhất là khi thắp nhang vòng chúng ta phải chú ý đến cái chất lượng của cái nhang đó, cần lựa chọn sản phẩm chất lượng tốt, không bị ẩm, thời gian cháy lâu và có cái dấu hiệu mục nát
Đó. Nhang vòn thì cần có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đó. Đảm bảo hương thơm tự nhiên, không ngâm tẩm hóa chất. Đó. Điều này thì đảm bảo sức khỏe cho gia đình cũng như là thể hiện cái sự tôn trọng bề trên. Đó. Thắp nhang vòm khi nào? Đấy, thì chỉ lên thắp nhang vòm khi có dịp ma chay, dỗ chạp, lễ Tết thì chúng ta cần thắp hương liên tục trên ban thờ. Đó, và chỉ lên thắp vào buổi sáng hoặc chiều, và không lên thắp hương xuyên quá liên tục. Đó. Khi mà đốt nhang vòm thì chúng ta cần lưu ý, đó là gia chủ cần có cái trang phục nghiêm chỉnh, đó, giữ cái thái độ trang nghiêm, chính trực, khoảng cách giữa người đứng và cái bát hương thì vừa phải, đó, không quá xa hay quá gần. Khi thắp hương thì dùng tay để tắt lửa và không thổi để dập lửa, đó. Thì đối với các bạn thì hiện nay thì đối với các cái sản phẩm hương ấy, thì nó cũng có một số các cái lưu ý đó, để chúng ta sử dụng làm sao cho nó đúng cách đó thì đó. Với cái nguyên liệu được làm từ 100% tự nhiên nên cái mùi hương thơm của cái hương vòm ấy, thảo mộc nó rất là dễ chịu. Đó, giúp thư giãn tinh thần, làm cơ thể cảm thấy thoải mái. Mùi thơm của hương vòm thảo mộc thì nó cũng rất là nhẹ nhàng. Đó, khả năng làm sạch không khí, giúp cho ngôi nhà có cái cảm giác nó khô thoáng, sạch sẽ hơn. Đó. Cái hương vòm thảo mộc phù hợp để thắp hàng ngày trong các cái dịp lễ Tết. Sản phẩm thì còn dùng để xông nhà, xua đuổi tà khí, mang lại cái sự may mắn và bình an. Đó. Thì hiện nay thì nó không giống như cái nhang quế khác. Đó. Thì cái nhang trầm này thì nó làm từ một cái loại nguyên liệu. Đó, sản phẩm thì nó được làm từ các cái loại thảo mộc với những cái công thức gia truyền. Do vậy cái mùi thơm của nó rất là đặc trưng và rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đó, thì cái sản phẩm này thì nó không pha trộn với các cái thành phần hóa chất nào. Đó, không cây mắt, do đó thì nó cũng khá là an toàn đối với sức khỏe của người sử dụng. Đó. Cái thời gian thắp hương vòm thì nó trung bình khoảng 24 giờ mà nó không phụ thuộc vào cái không gian. Đó. Hương vòm thì nó cũng rất là dễ gãy. Đó, vì vậy thì các bạn chúng ta khi sử dụng thì chúng ta cũng cầm nó nhẹ nhàng. Đó. Và chắc chắn rằng khi thắp nhang lên thì có người trong nhà. Đó, để đề phòng những cái hỏa hoạn xảy ra. Đó. Và bảo quản cái nơi dâm mát để tránh ánh nắng trực tiếp vào sản phẩm. Đó, dẫn tới cái hiện tượng hắt hơi bên trong. Đó. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn biết cái hương vòm Đại Thành. Đó, nó là một cái sản phẩm hiện nay cũng được bán phổ biến. Đấy. Tại các cái cửa hàng tạp hóa, các cái chợ, thì các bạn chúng ta khi mà chúng ta có cái dỗ chạp, cái dịp lễ Tết và các bạn đang muốn mua cái hương vòm thì các bạn có thể tìm hiểu. Đấy. Và mua sử dụng cái hương vòm Đại Thành này. Đó. Nó có một cái giá thành cũng rất là hợp lý, thì các bạn chúng ta cùng tìm hiểu và sử dụng nha.